Thưa quý vị, là có một người phụ nữ đã có cơ hội được nghe những cái bộc bạch và chia sẻ của rất nhiều vị phụ huynh về việc con họ quá ham mê những thiết bị điện tử thông minh, và chị cũng dành rất nhiều sự quan tâm đến câu chuyện này. Đó là nhà văn Nguyễn Thị Anh đang có mặt trong trường quay cùng chúng ta ngày hôm nay. Xin chào và xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Anh ạ. Thưa chị, là chắc là chị cũng đã hiểu cái mối quan tâm của chúng tôi cũng như là của khán giả khi mời chị đến trường quay ngày hôm nay, và chị sẽ sẵn lòng kể cho chúng tôi nghe một vài những câu chuyện khiến chị nhớ nhất. Được không ạ? Thực ra ở cái cương vị là một người làm giáo dục và cũng có một cái cơ hội được tiếp xúc được nhiều với các cháu nhỏ, các lứa tuổi, và nghe được các câu chuyện của các phụ huynh, thì tôi thấy là có rất nhiều câu chuyện mà đáng nhớ, đáng gợi nhiều suy nghĩ. Nói về câu chuyện lệ thuộc, cái bệnh hiện nay khá phổ biến là bệnh của trẻ nhỏ là lệ thuộc vào các cái thiết bị thông minh như các anh chị vừa nói, hay là nó thực ra đối với những đứa trẻ ban đầu đó cũng chỉ là những cái trò chơi. Đối với những cái thiết bị đó là những cái trò chơi công nghệ thôi. Và với trẻ con thì trò chơi nào cũng thú vị cả. Và với đứa trẻ thì trò chơi nào cũng dễ lôi cuốn và đến quá mức mà chúng ta gọi là gây nghiện. Và nếu gọi là gây nghiện thì nó chỉ là một mặt của vấn đề thôi, cho đến khi nào nó phát ra. Là có cái trường hợp nào mà chị thấy là các cháu ham mê quá cả cái mức mà chị nghĩ? Thực ra là rất nhiều, nhưng mà cho ở đây ý tôi muốn nói là nó âm ỉ, cái việc này nó xảy ra âm ỉ, và cho đến khi các bố mẹ mới phát hiện ra thì nó đã rất sâu sắc rồi. Chẳng hạn những đứa trẻ là không thể nào học hành kém đi, điểm số thì kém đi, thì bố mẹ mới để ý đến, không thể nào điều khiển được cái việc phân bổ thời gian của mình. Các cháu cũng nhận là con không thể chịu được nếu con không chơi điện tử, không rời được khỏi cái màn hình. Hoặc là có những bạn nhỏ thì còn lấy tiền của bố mẹ một thời gian rất là dài, lén lấy tiền của bố mẹ để đi ra hàng nét. Thế thì tất cả những cái việc đó dẫn đến cái việc gây sốc đối với các phụ huynh, và ngược lại thì các vị phụ huynh là có những người có những cái thể hiện cái phản ứng rất là dữ dội, như là có những người thì họ đánh con chẳng hạn. Thì tôi cũng có biết một cái trường hợp các cháu thậm chí là ở nông thôn, xung quanh thì có thiên nhiên ho, nhưng các cháu vẫn bị lệ thuộc vào, nhưng mà và bị bố mẹ không thể chia sẻ được điều này, bố mẹ đánh con. Và từ nhưng đó, mà tôi nghĩ rằng là khi mà sau những cái sốc đó, sau những cái biểu hiện giận dữ đó, thì chắc là rất nhiều bố mẹ khi tìm đến chị, họ cũng đã ngồi lại để họ suy nghĩ xem là vì sao họ lại đẩy con mình trở thành những tín đồ của những thiết bị điện tử như thế. Và chị có tổng kết lại một số cái lý do không? Tôi cũng có tổng kết. Thực ra thì ngay cả bố mẹ và cả chính các em đó cũng chưa bao giờ lường trước rằng mình đã sẽ rơi vào một cái tình huống như thế này. Chính vì thế cho nên là bố mẹ cũng bối rối và tìm đến những cái chuyên gia và cho rằng là sẽ có người nào đó cai nghiện giúp con mình, nhưng không phải như vậy. Và với các em nhỏ thì các em không thể hiểu được là mình cần phải làm gì. Thế thì cái lý do thì có rất là nhiều lý do. Chẳng hạn có những bạn thì đơn giản là được tiếp xúc với lại thiết bị công nghệ rất là sớm, và không hề có những cái bài học nào. Người ta như bây giờ chúng ta hay nói là kỹ năng, không có kỹ năng để bước vào cái thế giới công nghệ đó. Chẳng hạn mà ngay cả những người lớn chúng ta thôi, có cũng những nhiều người tham gia đúng không ạ? Vâng, nó hoàn toàn chỉ lúc khi mà tiếp xúc với thế giới công nghệ thì chỉ cảm thấy thích thú thôi, và chưa biết đến cái mặt sau của nó sẽ có những vấn đề gì sẽ xảy ra. Thế ngoài ra có những em bạn nhỏ, chẳng hạn khi tôi tiếp xúc một bạn nhỏ ở miền Trung, thì bạn ấy bảo rằng ở nhà em chả có việc gì làm cả vì bố mẹ rất là chiều, và anh chị em thì làm hết tất cả các việc, và em không có cái gì ngoài việc là em. Cái việc này. Như vậy thì tôi có thể hiểu là cái lý do lớn nhất là bố mẹ không lường trước những hậu quả của nó, và đôi khi cũng rất là chiều các con. Tôi được biết là chị là một người mẹ rất là nghiêm khắc, nhưng mà chị cũng rất là bận rộn. Vậy thì làm thế nào để chị, tức là như khi mà mình nghiêm khắc với con và không cho con sử dụng nhiều thiết bị như thế, thì làm thế nào để con hiểu được và thông cảm được với cái sự cứng rắn và sự cương quyết của mình? Thực ra ở đây cái nghiêm khắc nó không có lợi gì cả. Ở đây không phải nghiêm khắc mà có một từ khác, đó là từ thỏa thuận.
Tức là chúng ta phải trước hết thì những cái người lớn chúng ta đi những người đi trước chúng ta sẽ nhìn trước được những cái vấn đề này và chúng ta phải có những cái thỏa thuận nhất định với đứa con của mình. Theo tôi chẳng hạn như là với con tôi khi mà dưới 10 tuổi thì tôi rất hạn chế cho các cháu tiếp xúc với công nghệ, mặc dù là chúng tôi biết rằng đây là những cái môi trường rất là tốt để cho các cháu phát huy cái tư duy của mình, nhưng mà hạn chế không có nghĩa là cấm. Có nghĩa là chúng ta sẽ phải có thống nhất được với các cháu là thời gian nào thì các bạn được sử dụng những cái thiết bị đó trong khoảng bao nhiêu thời gian một ngày, tức là tất cả những điều đó đều được thỏa thuận. Và ngoài ra thì bố mẹ phải chắc chắn là phải phải có một cái cách để theo dõi, nhất là các bạn từ lứa tuổi nhỏ, tức là trước 10 tuổi, vì các bạn về cái tư duy phản biện của các bạn chưa tốt thì chúng ta phải theo dõi. Chẳng hạn như là máy tính thì phải đặt ở phòng chung chứ không phải ở phòng riêng của các con. Rồi tất cả những cái chi tiết đó tưởng là đơn giản nhưng mà nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt được những cái vấn đề mà sau này chúng ta sẽ, như đến như vừa rồi chúng ta nói ấy, những cái vấn đề mà đến mãi đến khi nó nặng rồi thì chúng ta mới đi chữa thì cũng không nên, tức là chúng ta phải phòng bệnh. Thế phòng bệnh của tôi, tôi nghĩ là có thể là sẽ có rất nhiều cái điều để mình nói trong cái việc là mình thỏa thuận với các con như thế nào. Nhưng có một điều tôi rất nghĩ là khán giả rất là quan tâm là trong trường hợp mà các cháu đã chót ham mê rồi và nói quá lên là nghiện rồi thì cái việc mà giúp các cháu trở lại để học tập sinh hoạt bình thường như thế nào? Chị đã có thể giúp được một số cháu thành công rồi thì chị có thể cho biết cái nguyên nhân mấu chốt, cái điều mấu chốt mà chị giúp cho bố mẹ họ là các cháu là gì? Thực ra để mà giúp đỡ được các cháu thì chính các cháu là phải là những người ý thức ra được vấn đề này và muốn được giúp đỡ. Cái đấy là điều đầu tiên và phải có sự kết hợp cùng với bố mẹ. Khi mà chúng tôi làm việc với những cháu mà chót nghiện game hay là lệ thuộc quá thì trước hết là chúng phải có một cái sự đấu tranh với các bạn. Các bạn, chính các bạn đó nhìn thấy là những cái gì nó không có lợi đã mang đến cho cuộc sống của mình và các bạn sẽ phải trả lời một loạt những cái câu hỏi về tương lai phía trước, các bạn muốn như thế nào, và chính các bạn ý phải, nếu như các cháu không muốn thì chúng ta không giúp đỡ được. Thế sau đó thì muốn giúp đỡ được các con thì bố mẹ phải tham gia vào việc này. Thứ nhất là phải có những cái thỏa thuận bằng văn bản hẳn hoi, tức là bố mẹ sẽ giúp đỡ các con như thế nào. Tức là dành, vẫn không, có thể mình không cấm ngay bởi vì đã nghiện rồi thì cấm nó cũng rất là khó. Thì sẽ lên một cái thời gian biểu. Phải có thời gian. Không, lên một cái thời gian biểu rõ ràng là giờ nào, làm gì, và lúc đó trong vòng 1 cho đến 2 tháng là bố mẹ phải theo sát con và hỗ trợ con. Chỉ cần có một cái gì nó gọi là nó làm được tất cả những cái việc mà nó đề ra trong thời gian biểu thì là đã phải khen ngợi. Và ngoài ra chúng ta phải nghĩ cho các bạn có nhiều các hoạt động bên ngoài hơn nữa. Ví dụ như chúng tôi làm việc với một bạn nhỏ thì chúng tôi phải xây dựng cái thời gian biểu là sau một tiếng chơi điện tử thì ngay lập tức bạn phải có hoạt động nào đó. Mà hướng để cho các con có cái sự lựa chọn tự do thì mình phải hướng vào những hoạt động khác thì nó sẽ bớt tập trung vào những điện tử. Tức là ngay lập tức phải có một cái hoạt động nào đó, bởi vì khi mà đã là nghiện ấy. Tôi nghĩ là đây là một câu chuyện cũng không phải là đơn giản, mặc dù là để diễn đạt ra thì nó cũng thành một vài ý thôi, nhưng đấy là cả một quá trình rất là dài. Và chúng tôi mong rằng là sẽ có dịp để trở lại và trao đổi tiếp với chị về chủ đề mà rất nhiều gia đình quan tâm này. Xin cảm ơn chị Thụy Anh. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến